Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn các em Phúc nha quý cô chú anh chị em. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình một cái lô cẩm tú cầu ha, đang rực rỡ hoa quý cô chú anh chị em. Hàng này thích hợp cho quý cô chú anh chị em mình về leo gào nha. Hoa rất là đẹp luôn. Thì sau đây mình sẽ báo giá đại diện một số mã số cho quý cô chú anh chị em mình lựa chọn nha. Ngoài những cái mã số thì quý cô chú anh chị em mình có thể liên hệ trực tiếp để lấy giá sỉ tốt nhất nha. Dòng này thì trên thị trường không có nhiều quý cô chú anh chị em, can thiệp vào kỹ thuật ha. Rồi anh chào Phúc. Dạ chào Thái à, chào quý bà cô bác trên mọi miền Tổ quốc đã xem video và kênh của Thái cũng cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ clip vừa rồi của em. Thì địa chỉ nhà vườn em Tăng Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp, số điện thoại đồng hồ là số Zalo em là 0924485874 ạ. Rồi không mất thời gian quý báo anh chị nó, thì hôm nay lên một lô cẩm tú cầu gửi đến quý anh chị mình ha. Rồi thì một cặp ha, mã số 1. Dạ. Tái em được cho mình là 45, tổng chiều cao em được cho mình là 52. Tổng có hoành cây em được cho mình là 12. Thì cây dao động từ 55 đến 60 cm hết quý anh chị. Thì một cặp như thế này thì em sẽ bán quý anh chị mình mức giá là 350.000 đã bao gồm phí ship. Để một chậu là em bán 200k mỗi ship hết quý anh chị. Cái này là hôm giấy ta quý cô chú anh chị em, gồm có màu trắng nè, màu vàng nè, màu cam nè, màu đỏ, dạ, màu hồng. Đó quý anh chị em mình thấy đúng cái này, màu nha. Cái này được ghép với gốc giấy ta của mình nha quý anh chị. Hôm giấy ta. Dạ. Mã số 1 350.000. Quý anh chị em mình thấy hôm giấy ta thì nó rất là khỏe rồi. Dòng này hoa nó lên nó giống như kiểu chùm á, nên gọi tiếp là cặp tú cầu. Lên cặp số 2 ha quý anh chị, cũng là đồng giá là 350 hết ha quý anh chị. Tán em đã được cho mình là 45. Tổng chiều cao em đã được cho mình là 55 luôn ha quý anh chị. Đấy. Tổng có hoành cây á, hiện đã được cho mình là 11. Thì nó cây nó dao động từ 55 đến 60 cm. Gồm đủ 5 hoa cho mình hết ha quý anh chị. Đấy, thì quý anh chị nào muốn lấy hàng búp thì cứ liên hệ em, còn muốn lấy hàng gỗ thì cứ liên hệ em luôn hả quý anh chị. Đấy, thì em sẽ giao đủ cho mình, nó gồm đủ mặt hoa hết luôn. Nó gồm cam nè, cam, vàng, đỏ, tím sen và trắng phớt hồng hả quý anh chị. Đủ 5 mặt hoa trên một cây ha. Một cặp là 350, còn một cây là em bán với mình giá là 200k. Đã bao gồm phí ship. Đồng giá quý anh chị em. Dạ, còn quý anh chị nào muốn mua sỉ và lẻ thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em ha quý anh chị. Đây, rồi, cặp mã số 3. Tán em được cho mình là 45. Tổng chiều cao em được cho mình là 55 luôn. Tổng có hoành cây em được cho mình là 15. Đấy, cặp mã số 5 này, số 3 này quý anh chị mới chắc là 350 luôn. Rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Chuẩn 5 mặt hoa quý anh chị. Dạ đúng rồi. Đấy, thì bữa nay em lên đại diện cho mình là 10 mã số nha quý anh chị. Rồi tiếp theo lên mã số 4 ạ. Cái màu đỏ này là sử dụng cái màu đỏ của giấy ta mình nha quý anh chị em. Dạ. Còn lại 4 màu tán là được cho mình là 35. Tổng chiều cao được cho mình là 60. Tổng của hoành kem được cho mình là 16. Rồi xin luôn mã số 4 này quý anh chị, mức giá cũng là 350 luôn hả quý anh chị. Đây, cặp như này rất là đẹp luôn hả quý anh chị. Dạ rồi tiếp theo lên mã số 5 hả quý anh chị. Cũng là 5 màu luôn. Tán em được cho mình là 45. Tổng chiều cao em được cho mình là 55. Tổng có hoành cây em được cho mình là 9. Đấy, cặp số 5 này quý anh chị mình chắc cũng là 350 luôn hả quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Cặp như thế này 350 đã bao gồm phí ship. Còn một cây là em bán mình mức giá là 200k bao ship luôn nha quý anh chị. Rồi đây, tiếp theo mã số 6 ạ. Cây rất là đẹp luôn, bờ lộ hả quý anh chị. Tán được cho mình là 40. Tổng chiều cao được cho mình là 60. Tổng có hoành cây em được cho mình là 12. Đấy, một cặp mã số 6 này quý anh chị mức giá cũng là 350 luôn hả quý anh chị. Có cái chùm này nó giống cẩm tú cầu nè quý anh chị. Dạ. Đây. Đó. Rất là đẹp luôn, mã số 6. Rồi tiếp theo lên mã số 7 ạ. Tán em được cho mình là 45. Tổng chiều cao được cho mình là 56. Tổng có hoành cây em đó được cho mình là 10. Thì cây dao động từ 55 đến 60 ha quý anh chị. Rồi, mã số 7 này mình giá cũng là 350 luôn ha. Đã bao gồm phí ship. Cặp mã số 7. Tiếp theo cặp mã số 8 ạ.
Hàng là hàng búp này quý anh chị. Tái em được cho mình là 45. Tổng chiều cao em được cho mình là 56. Tổng có bành cây em được cho mình là 10. Một cặp mã số 8 này dùm nút trái cũng là 350 luôn. Thì quý anh chị nào á muốn lựa hàng búp như vậy á thì em sẽ lựa ha. Còn nếu mà lựa hàng gỗ như nãy thì em vẫn sẽ lựa ha quý anh chị. Cho nhu cầu quý chị mình chơi thôi ha. Mã số 8 350. Rồi tiếp theo lên mập cặp mã số 9. Tán em được cho mình là 45. Tổng chiều cao em được cho mình là 56. Tổng có hoành cây em được cho mình là 13. Làm xin cho mã số 9 này cũng chìm nước trắng cũng là 350 luôn. Đồng giá hết hả quý anh chị. Cặp rất là đẹp luôn. Đủ 5 mặt hoa. Cam vàng đỏ chiếm sen trắng thất học. Rồi tiếp theo lên cặp mã số 10. Cũng là mặt cặp cuối luôn hả quý anh chị. Do số lượng rất là nhiều nên mình lên đại diện 10 mã số cho quý cô chú anh chị em mình lựa chọn lẻ nha. Ngoài những mã số này thì quý anh chị em mình cứ liên hệ ha. Dạ, tán em được cho mình là 45. Tổng chiều cao em được cho mình là 60. Tổng có bàn cây em được cho mình là 13. Và một cặp mã số 10 này quý anh chị mức giá cũng là 350 luôn á quý anh chị. Đã bao gồm phí ship. Đấy. Thì ngoài ra quý anh chị nào có nhu cầu á muốn xỉ và lẻ thì hay là đi công trình hay là muốn trang trí sân vườn á thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn em á quý anh chị. Lô này cũng đang sổ quý anh chị em. Này dạ. Tầm khoảng 5 ngày nữa là quý anh chị em mình thấy là không thấy lá luôn nha. Full rực rỡ luôn. Dạ đúng rồi. Màu rất là sắc các quý anh chị em, rất là sắc nét. Tại vì số lượng của em hiện tại là cũng còn đang ít, tại vì cũng không còn nhiều hết quý anh chị. Thì quý anh chị nào có nhu cầu á thì cứ liên hệ trực tiếp nhà vườn em. Thì cũng cảm ơn quý anh chị á đã có thời gian xem video em. Cảm ơn phát bái đến nhà vườn em ạ. Chúc quý anh chị một ngày xem clip thật là niềm vui bên em may mắn ạ. Và đặc biệt thì ở Gạch Bằng Tân Dương không có nhiều người sản xuất cái hàng ngũ sắc cẩm tú cầu này quý cô chú anh chị em, do cái kỹ thuật của mỗi nhà vườn. Thì lô này nhiều khi quý cô chú anh chị em mình không chốt thì sẽ có khách sỉ, người ta đi cho công trình, người ta chốt hết lô nó sẽ không còn nữa nha quý cô chú anh chị em. Nên quý cô chú anh chị em mình yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp để được chốt ha. Thì Pháp Thái Vi kính chúc quý cô bác anh chị em mình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo nha.